Chào các bạn, các bạn. Có cá nghe mấy bạn. Hôm nay làm cá nướng nha các bạn. Mới bắt được cá. Rồi đi làm hả? Cái nó sâu vô cho nó bớt nhớt. Đây đúng không? Được rồi. Lấy gì qua? Bỏ cái này vô đi. Sơ chế cho nó sạch nhớt. Tắm gội cho nó. Ốp đang nướng, làm cái sốt ốp nướng. Sốt gì vậy? Thì một muối quậy đang cho chết con mẻ. Con mẻ nè. Một nêm. Một nêm hả? Mì chính. Muối thì cà no rồi đó các con. Dạ. Cà no. Nhưng mà một hồi mình sắt mình đâm mình bỏ vô mấy mày. Con lấy hết dưới hết ra. Dạ. Rồi đi ra vườn bẻ mấy tép xả nữa. Sắt bỏ vô. Xả mà anh Vũ đây bỏ tư đâu có thằng xả đâu con. Dạ dạ, để hộn đi ra ngoài. Rồi bỏ ớt vô, bỏ ớt vô chìa. Bỏ ớt vô cho nó tăng cái độ đậm nó ngon thêm chứ có làm. Với nó cay nữa, nó án cái mùi tanh của cá. Tỉ tình quá hen. Ba tớ ớt vô luôn. Này mình hồi mình chấm cái mẻ luôn á anh Khanh. Chấm cái mẻ luôn á. Chấm cái mẻ luôn. Chấm thì múc riêng cái chén không. Không có, hồi làm mấy tấm chấm riêng. Đã rồi, cũng đánh. Đã rồi. Chỉ có không có đường rồi, tại mình nướng thằng trái. Rồi giờ sắc xả vô. Xả vô ớt cho nó thơm. Cơm mẹ. Đồ mẹ vậy chết rồi. Gì anh Thành? Mẹ ngon quá. Xả nó hả? Xả này để một hồi làm nước chấm. Hấp luôn. Từ từ. Vậy chứ cá ta mà lớn này nướng ngon hơn cá ta bự. Cá bự hơn cá bé. Nhỏ vậy được rồi, bự gì. Khứa khứa ra ớt cho nó thấm nha bạn. Yeah.
cá này đủ cái đó không anh Khanh? Đủ rồi. Đủ cái gì? Cái lò đó đủ không? Đủ cái gì? Gì mới nhúng than mưa rồi trời. Số mình kẹt chứ đám mưa. Thật đều. Tha nó đi coi. Chưa, từ từ cho nó thấm cái đi ra sao nó sẽ ra. Tay chân là rửa rồi mấy bạn. Rửa ớt ăn cái khục luôn ạ. Sao? Quên hết luôn hả? Tôi nhẫn nhẽo đây, hồi chấm tâm. Ông Vũ có nhà không? Giờ xếp than để nướng cá. Má ăn nó đi. Mà dạ. Đập than, đập bằng cái búa nè. Búa thành quá. Trời ơi. Đủ chưa? Chưa. Anh đi mua than vậy. Cô mua cái kia cả về đốt cho nó đẻ. Chứ không hả? Ừ, biết chừng nào. Nhóm đó vừa biết chừng nào em. Nó nữa là ngang mấy bạn. Thách quạt của năm. Hổm nướng gà khét trái đen thôi mà giờ không biết nướng cá làm sao. Y vậy nữa, cá vàng đêm. Rồi. Quấn với bạc lên. Cái gì nướng cho nướng lát thôi đựng dính cá. Đó. Ngon à, im à. Có than rồi không? Để cá nó đi kinh ra. Để này cho nó nóng nóng tới đi. Im không? Im rồi đó. Cá bự quá không chơi gấp được. Vừa chén luôn rồi. Cái đầu khó chín hả anh Khanh? Cái đầu cũng chín luôn, cái hồ cũng chín. Dạ,
Trời 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 trời. Ê, từ từ cái chân gách da. Khói quá, ở gách da rồi. Dính không? Dính. Ê, cho con miếng dầu vô Khoa. Gặp mưa nước cái kia dính dữ lắm. Cho miếng dầu vô Khoa. Nhờ về nó đỡ nè. Cá này có mỡ không Thành? Mỡ. Ừ, chế miếng dầu vô, chế miếng mỡ vô. Nữa không dính hả? Ừ. Thấy hả? Mỡ chế vô, chế vô lên. Khói mà. Thả mở, thả mở đi anh. Thả mở dưới cái bạn á. Đợi nó lên, thả nó dưới á. Nè, lấy rồi. Nóng không? Nóng, lấy đồ. Mày đi về à. Mẹ mày ở đây mày trứng. Đi. Đi. Trứng à, cái gì? Khoa mình lấy cái muỗng mày tát cô mẹ vô ấy Khoa, cái muỗng à, của anh Khanh kìa. Cái rột chuối tôi quẹt vô. Rột chuối mày sao à? Chuối. Rột thơm. Thơm này có lý chứ. Rồi khỏi quét con mẹ vô. Chơi đừng có lì vô đi. Hả đi chân. Em cho ấy chân. Nè. Cái gì? Gái mẹ, con nướng nè. Thơm rồi đó. Trả chơi, trả chơi, trả Khoa, trả luôn Khoa. Trả con cá quét quét về kia luôn Khoa. Đang cái gấp nữa, anh cá bên tay dễ thả. Nó vẫn làm bằng tay không à. Rồi rồi rồi. Ừ. Ôi giời. Dạ. Đây một tép mở vô nó đỡ nha. Đỡ đỡ thôi. Nãy tép bị kia rồi tép bị đầy luôn nha các bạn. Giờ đem lên bàn nha. Vậy. Ăn rượu thử con cá coi. Từ từ. Đốt mẹ con cá đi. Được rồi. Rồi anh Khanh thử thử miếng anh Khanh thử cái ngon anh Khanh. Thử đi. Để Khoa thử. Vô cũng mở hết cái quẹt cái mẻ vô hả? Trời ơi. Sao? Ngon quá vậy. Giờ mày bị gì vậy? Này cũng chắc cá gì đâu mày. Béo không? Béo. Uống mày nọ, đó ca. Thịt nó hơi ngọt. Chả gì? Trời ơi, qua đây nó nằm mà này chua chua cay cay nữa trời. Hả? Anh tới làm gì vậy? Vô miếng đó đi Khoai. Ừ, vô tới rồi. Gì vậy? Mày anh vô tới rồi cho anh thử anh miếng đi. Ừ. Hàng mình cứ công nướng nãy giờ. Yeah.
ngon quá, ngon quá. Có cùng chuyện luôn. Đây này không giống như con gà bơ hổng nha mấy bạn. Bơ hổng nướng đen quá. Chào anh, chào. Ngon, anh. Ngon. Ngon. Ở nhà. Để mình thử miếng nha mấy bạn. Con ăn không? Cơm nè, ăn cơm đi. Ngon quá mấy bạn ơi. Vừa ăn luôn á. Chú kênh gì đâu, không thấy chú kênh, sáng giờ không thấy chú kênh gì ta. Mắc quay rồi. Chú kênh đâu, từ sáng giờ không thấy gì hết trơn.